nhiệm vụ chiến lược của U23 Việt Nam. Năm 2023, căn cứ vào thực tế các giải đấu và chiến lược xây dựng lực lượng kế cận cho các tuyến của đội tuyển quốc gia, hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. VFF đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đội tuyển trẻ nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng điểm trong giai đoạn tới và các giai đoạn tiếp theo. VFF đã quyết định thành lập hai đội tuyển U23 Việt Nam cho các nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2024, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và ACH 19. Ngày 8 tháng 8, VFF đã chính thức công bố huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Theo đó, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ thuộc lứa U20. Đây được xem là phiên bản 2 của U23 Việt Nam. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Sie. Sau giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự cả sân chơi ACAS 19. Đó là giải đấu mà trước đây chúng ta đã cử đội Olympic, trong đó có cả những cầu thủ nằm ngoài độ tuổi theo quy định. Gần nhất, tại ACAS 18, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt từ giải U23 châu Á 2018 đã kết hợp với ba cầu thủ quá tuổi là Văn Quyết, Hùng Dũng, Anh Đức. Nhưng với giải đấu lần này, U23 Việt Nam sẽ tham dự với một đội hình trẻ và mục tiêu cũng sẽ không đặt nặng thành tích. Đó được xem là một cuộc cọ sát nhằm chuẩn bị cho những lực lượng tương lai. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng đến mục tiêu chiến lược. Đó là trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ thi đấu quốc tế nhiều hơn. Từ đó, chúng ta có thêm những lựa chọn cho đội tuyển U23 Việt Nam chính thức và xa hơn là đội tuyển quốc gia. Có một thực tế đã chỉ ra sau SEA Games 32 là U23 Việt Nam không có được lực lượng tinh nhuệ. Các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, Việc thi đấu ở môi trường trong nước lại không có nhiều cơ hội, điều này mang đến những bất cập khi các đợt tập trung của U23 Việt Nam thường kéo dài. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng không thể tích lũy kinh nghiệm trong thời gian ngắn tập trung. VFF và huấn luyện viên Chu Xie đã đi đến thống nhất và xem việc thành lập thêm một đội tuyển U23 Việt Nam chính là phục vụ mục tiêu chiến lược, mang tính kế thừa cho đội tuyển quốc gia. Chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xác định rõ điều này khi nói rằng, với riêng tôi. Áp lực lớn nhất là làm sao sau mỗi giải đấu sẽ giới thiệu được bao nhiêu cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. VFF đang có chiến lược và sự đầu tư rất tốt cho lớp cầu thủ kế cận các đội tuyển. Tôi cũng mong rằng chúng ta cũng sẽ có sự đầu tư cho đội ngũ huấn luyện viên kế cận cho các đội tuyển. Như chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã giao nhiệm vụ, tại giải đấu U23 Đông Nam Á sắp tới, đội tuyển sẽ không phải chịu áp lực về thành tích, nhưng tự bản thân ban huấn luyện và các cầu thủ phải luôn đặt ra mục tiêu cao nhất để tạo động lực phấn đấu. Nhiệm vụ của các bạn là tập trung tối đa vào phát triển chuyên môn, phấn đấu thường xuyên lọt vào top các đội tuyển dẫn đầu khi tham dự đấu trưởng châu lục. Đó là cách tốt nhất để chúng ta hướng tới mục tiêu World Cup trong tương lai. Chính huấn luyện viên Chu Xie cũng thường xuyên theo dõi các buổi tập của U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng Anh Tuấn. Chính huấn luyện viên Chu Xie là người đã tư vấn nhiều cầu thủ cho ông Hoàng Anh Tuấn. Cả hai huấn luyện viên từng có thời gian làm việc cùng nhau ở trung tâm PVF, đồng thời có những liên hệ mật thiết thông qua các giải đấu cấp độ đội tuyển trẻ. Đây là sợi dây liên kết cần thiết cho những kế hoạch tương lai. Hy vọng, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ hoàn thành nhiệm vụ